Hello mọi người, và đây là cảnh đầu tiên mình đang gọi là quay cái cảnh từ bên ngoài vào. Cái cảnh này mình quay cũng tập mấy lần, sau đó thì quay lại cảnh kia, quay lại cảnh final. Đây là cảnh final này. Chuyển góc, chuyển ở bên trong. Đây chỉ là một cái aero nhỏ thôi, aero biro nhỏ gì đấy thôi. Đó, Hiếu mở cửa, ok. Lúc này là cái cảnh mà đang bật cái loa lên để nhạc của cái bài Cool bắt đầu lên. Đây sẽ là một đoạn freestyle của cái bài Cool phần đầu để mình quay, mình lấy cái góc nửa người, góc gọi là góc chung. Và nếu như mọi người muốn xem cái video này thì mọi người có thể lên fanpage, mình sẽ để link ở phần mô tả ở bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để xem được cái phần mà mình hoàn thiện cái video này. Mình nghĩ là nó cũng khá là hay với cả mình. Hôm nay mình quay khá là mệt, mình quay ba tiếng của cái video này, chuẩn bị trước cả một tháng hay sao ấy. Và bắt đầu cái đầu tiên này là choáng nó choáng. Đoạn này hơi quên một chút nên là phải đọc lại kịch bản để xem là cảnh nào. Không là không nhớ cảnh nào với cảnh nào đâu. Vẫn quay lại cảnh quảng choáng choáng để Hiếu chuẩn bị hát đến câu gì đấy sau đó. Mà không được bền giữa ô nữa, không được bền giữa ô đấy, kỹ thuật không có gì để đúng rồi, không được kỹ thuật. Nói chung mấy cái đó nó cũng kiểu nó cộng hưởng anh cũng hay, tại vì giống như là em làm với Daddy Toy là local brand Việt Nam, nhưng mà em mặc hai mặt đầu hai bit đi thì nó cũng làm cho cái brand Daddy Toy nó cũng ngầu anh xíu. Thực ra trong này em thấy là hay đi giày của trường
Thầy thì ngay tại. Lúc đó là mà bắt là xong anh vô đây là anh dắt anh em mà bắt cho đây lại cũng là à không để anh em làm anh ở đây là mấy anh em người Việt Nam luôn à. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa kêu riêng hàng. Phần còn lại cứ để ai ông khác nha. Ok. Cảm ơn là cảnh cuối cùng là cảnh một cảnh freestyle cả bài. Nhưng mà mình không có quên mất, không quay được lại cảnh này. Cho nên là các bạn thông cảm. Và nếu như mọi người thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe. Mình sẽ cố gắng cho ra những cái video hay hơn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.